Tuni. Chá. Chá. Chào chị bác. Ừ, được. Cùng em gái luôn mạnh khỏe để chăm chút mái ấm được, của dự. Mình được vững chắc cháu nhé. Cái này là cái này là cái này. Em không đọc được. Đối với mẹ con cháu như thế cũng chưa có một ai quan tâm đến mẹ con cháu. Thế ở bên cạnh các con như bà động viên mẹ cháu thì cháu cảm ơn bà rất là nhiều. Xin mến chào quý khán giả cùng toàn thể cô bác anh chị. Chào mừng quý vị tiếp tục quay trở lại với kênh của Tuyên. Hiện tại Tuyên đang có mặt tại gần ngôi làng của em Xá Cụt và em Thím. Thì hôm nay đến với em Thím và em Xá Cụt thì cũng có vài nội dung cũng như là một số công việc để trao đổi và gửi gắm đến cho các em. Nhất là rất là nhiều phần quà gửi đến cho em Thím và em Xá Cụt. Trong thời gian này thì Tuyên cũng đang tất bật để chuẩn bị làm nhà cho em Xính Què. Thì hiện tại là ở trên vùng cao ấy cũng đang bị ảnh hưởng cái cơn bão số 1. Thì vài hôm nay Tuyên cũng đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên thì do thời tiết không ủng hộ nên là cố gắng để cho chú Bí Thư và các anh em thợ xây làm từ từ thôi. Mưa thì cũng không thể làm được các bác. Đấy, như các bác đã thấy ở trên vùng cao thì mùa hè thôi. Hiện tại là mùa hè thôi, tuy nhiên thì khi mà trời mưa đến ấy, ở trên vùng cao thì sương mù dày đặc, rồi là nó không khác gì mùa đông đâu các bác ạ. Đi qua những cái làn sương mù như thế này thì rất là lạnh luôn, nó như kiểu mùa đông không khác gì luôn. Tuy nhiên thì ở trên vùng cao ấy là cái khác nhiệt nhất vẫn là cái thời tiết và cái nhiệt độ. Trong buổi sáng thì có thể là trên này nhiệt độ nó khác với cái buổi trưa. Và thậm chí là buổi chiều nó khác nhau rất là nhiều, chênh lệch nhiệt độ rất nhiều. Buổi sáng thì có thể là 10 đến 12 độ đến 15 độ thôi, nhưng mà buổi trưa thì có thể lên đến 20 mấy độ. Buổi chiều lại đầu giờ chiều thì bắt đầu lên đến khoảng hơn 30 độ. Do vậy là trên vùng cao thì nó khắc nghiệt là như vậy. Cuộc sống của bà con cũng như là con người ở vùng cao thì nó khó sinh tồn hơn là so với các bác ở dưới xuôi. Thì các bác ở dưới xuôi thì nhiệt độ nó không thay đổi quá nhiều, chênh lệch giữa buổi sáng và buổi chiều nó không quá nhiều. Như ở trên vùng cao thì các bác cũng đã thấy đấy, mỗi lần sương mù như thế này thì phải đi qua ở cái vùng này rất là lạnh, nhưng mà đến trưa về thì lại cực kỳ là nóng. Thôi không miên man nữa, quay cho các bác xem về khung cảnh của cái vẻ đẹp cũng như là hùng vĩ của vùng cao núi đá Hà Giang. Thì ở bên này là vùng núi đất thôi, nhưng mà các cái ruộng bậc thang thì cũng đã được bà con cấy và làm mùa màng. Thì hiện tại thì cái màu xanh của cây lúa và màu xanh của cây hoa màu bà con cũng đã được phủ kín toàn bộ cái núi đồi. Thì nhìn trong một màu xanh như này thì rất là đẹp các bác ạ. Sau một thời gian di chuyển thì Tuyên cũng đã về đến chỗ nhà em Thím rồi các bác ạ. Hôm nay thì có một số món quà này là của bà Nguyễn Hồng Minh, bà có gửi cho em Thím. Ngoài ra thì nhà Tuyên cũng đã nhận được thêm một món quà nữa là một thùng quà của bà Tân, bà gửi cho em Thím và bé Trở. Tuy nhiên thì hiện tại Tuyên cũng đã nói rồi, bé Trở thì không được giúp đỡ nữa và cũng không được ghi hình chia sẻ và kêu gọi nữa. Thì tạm thời là món quà của bé Trở. Thì tất cả cô bác anh chị và các mạnh thường quân, nếu như các bác nào có gửi quà cho bé Trở trong thời gian vừa rồi thì các bác hãy liên lạc với Tuyên. Còn nếu như các bác đang có ý định gửi cho bé Trở thì Tuyên cũng khuyên các bác nên dừng, và Tuyên cũng không còn tiếp nhận một món quà nữa. Nếu như các bác đã gửi cho bé Trở rồi và về đến chỗ Tuyên rồi và các bác cũng không muốn trao cho ai ở trong các hoàn cảnh mà Tuyên đang chia sẻ, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với Tuyên để chuyển cái món quà đó cho một người khác, hoặc là quay đầu thì Tuyên sẽ gửi quay về cho các bác. Chào em nhé. Em chào các bác đi. Đi làm gì về đây? Em hôm chưa đi làm gì, em chuẩn bị đi trồng đỗ, nhưng mà anh trồng đậu à? Vâng.
chào các bác đi. Tôi xin chào tất cả các cô, các bác và các anh chị em và các mọi thường quân ạ. Mũ sư là mũ gì? Hờ, mũ gì lùa bé hả? Chị lùa là mũ sư thì cũng như thế. Chuyện gì lùa hả? Đi đâu? Chơi. Chơi. Ở đây thì cũng là món quà rất là đặc biệt, nhưng mà không phải dành riêng cho ai, cũng không phải cho các hoàn cảnh mà Tuyên đang chia sẻ. Còn đây là món quà của em nhé. Đây là món quà của bà Nguyễn Đồng Minh, bà gửi tiếp cho bốn mẹ con em. Thôi, đi vào trong nhà đi. Cái đất hôm nọ là anh em mình có đo ấy, thì một số cô bác anh chị bảo là gọi người giáp danh các thứ về thì có cần thiết không? Dạ, cái này thì người ta cũng không ở nhà nên là... Với lại là mình làm ở trong phạm vi này vẫn là đất của mình đúng không? Vâng ạ. Chứ không phải chưa đất của họ. Vâng. Như này các bác ạ, thì trước đó Tuyên cùng với em Thím đã đo và có cả chính quyền ở đây để đo. Tuy nhiên thì một số cô bác có góp ý là nên... gọi giáp danh giữa các nhà về để làm cái giấy. Tuy nhiên thì như thế này các bạn, ở vùng cao thì nó cũng khá là khó, nó rất là phức tạp. Với lại là ở cái chỗ đất của em Thím ấy thì mình cũng không có giáp danh ai. Ở đằng sau thì của em Thím vẫn còn khoảng hơn 2 mét nữa giáp danh đường, thì cũng không có giáp của ai. Bên này thì giáp của ông anh, nhưng mà mình cũng chưa làm hết đất của mình thì vẫn chưa gọi là giáp danh. Và bên kia thì mình cũng chưa làm hết đến đầu bên kia và cũng chưa phải giáp danh, cho nên là cũng không biết gọi ai. Các bác khuyên, các bác góp ý thì Tuyên và các anh em cũng rất là cảm ơn. Tuy nhiên thì nó phải phụ thuộc vào thực tế. Tuyên cũng đã hỏi chú chị Bí Thư thì chị cũng nói là vì đất không giáp danh với ai nên là thứ nhất là chị em mình lên để làm chứng, gọi là chứng kiến là cái đất này là của em Thím, và sau này nếu như trường hợp mà chồng em về thì để đảm bảo quyền lợi cho em và các con thì cũng sẽ không có sự tranh chấp giữa em và chồng em thôi. Còn về hàng xóm thì anh em mình không có liên quan. Và đất của mình là hiện tại như cái chỗ đất trước anh em mình đó ấy là không có giáp danh với của ai, nên là không cần thiết phải gọi ai đến để làm gì cả. Về cái vấn đề thứ hai là vấn đề về nhà của em thì bà Thanh đã liên lạc với anh. Và bà có nói là nếu như mà không mua được đất đó, bởi vì bà thì bà rất muốn là mua cái đất của bên này. Tuy nhiên thì anh em mình cũng đã lên phim rồi, nói rất rõ là hiện tại nhà bên này do vì tác động bên ngoài và do một số các yếu tố khách quan thì chủ nhà bên này đã không bán với giá 70 triệu như trước đó đã thông tin đến hai anh em mình nữa. Là sau một thời gian anh em mình ghi hình và chia sẻ một số các cái mảnh đất ở xung quanh đây thì chủ nhà họ đã quyết định lại là sẽ nâng cái mảnh đất này lên, nâng cái giá trị mảnh đất lên thành hơn 100 triệu. Thì vì cái giá nó quá cao so với tầm khả năng của mình và tầm mà bà Thanh có hỗ trợ thì anh em mình cũng không liên lạc gì với chủ đất nữa và cũng không có nhu cầu muốn mua nữa. Thì mình sẽ xây đất cũ. Tuy nhiên thì cái đất cũ thì anh em mình nói rồi đúng không? Là để đảm bảo quyền lợi về cho em và các con thì chồng em về không bị tranh chấp rồi này kia, thì mình cũng đã gọi bí thư chi bộ thôn đến rồi. Đây nhá, đây là một món quà của bà Nguyễn Hồng Minh. Bà có gửi cho bốn mẹ con em. Bà gửi cho một cái siêu, trong đó thì có cả quà của anh đấy, nhưng mà quà của anh thì để ở nhà rồi. Anh cũng đã ghi phim trong vài hôm vừa rồi. Còn về quà của bà Nguyễn Hồng Minh thì bà có gửi cho cả em Xính nữa. Đấy, cho cả em Xính và một bé nữa, thì tí nữa anh sẽ nói. Cái này là giấy lót. Bà thì đóng hàng rất là kỹ. Ở trong này thì có kẹo cốm này, kẹo này thì nhà nào cũng dùng một gói.
À, cái này là ấm chén. Đây, chén uống nước này. Thấy cái ấm của em tồi tàn quá nên bà mua cho một cái. Bà thì rất là tâm lý bởi vì là Tuyên đã từng nhận rất là nhiều món quà của bà cho các hoàn cảnh. Bà cực kỳ là chu đáo và tỉ mỉ. Cái này thì bây giờ em mang đi rửa nhé. Em đi rửa xong anh em mình nước. À, có một cái... Mày tê ốc búa gì? Hả? Mày tê gì? Tịp bắp. Tịp bắp. Mày mẹ học. Làm gì nè? Thế nhớ thì cọ xuống. Xe lý nhớ vào đó đi. Thế nhớ vào đầu mẹ học. Mày kia cho nó hả? Đây là cái ấm nè các bác. Cái ấm này thì rất là nhỏ. Còn cái ấm này của em Thím thì bị mất cái nắp rồi. Yeah, thay vì dùng cái ấm này. Bình thường Tuyên đi bản thì như thế này các bác. Các bác và một số cô bác anh chị khi mà thấy Tuyên đi bản và có ghi hình và uống nước chè thì một số cô bác anh chị có nói là thằng này chắc nghiện chè rồi. À, Tuyên rất là thích chè nhưng mà không phải là nghiện đến nỗi mà không có, không chịu được. Nó như một cái nghiện khác. Nước chè thì nó rất là tốt cho sức khỏe nên là có uống nhiều cũng chả sao. Vì đi bản như thế này thì không ai cũng cấm mình uống nước cả. Một số cô bác anh chị thì có lẽ là vì một cái lý do nào đấy thì đã bình luận theo một cái cách chủ quan. Tuyên thì cũng không có gì thắc mắc đâu. Nhưng mà cơ bản là đến cái chuyện nhỏ như thế các bác cũng soi mói thì thật sự là Tuyên cũng rất là buồn. Uống nước thì nó là một cái nhu cầu thiết yếu của một con người thôi các bác ạ. Chắc các bác ở nhà thì cũng uống thôi. Như bác mà bác nói Tuyên ấy, thì không biết là bác ở nhà bác có uống nước không. Thì thay vì mình uống nước trắng thì mình nước chè về thôi. Còn chè là bác nói là cái chè đấy không biết là người ta nghèo thì Tuyên đi thì sẽ lấy đâu ra để mua uống. Thì nói như này, ví dụ nhà em Xính hay nhà em Xá Cụt thì Tuyên đều tự mang ở nhà lên để cho các em pha và mình uống thôi, xin mỗi nước nóng thôi. Chứ không có, mình cũng không có làm hại người ta và mình cũng không có lấy đi của người ta bất cứ một cái gì cả. Thậm chí là cô mà nói Tuyên ấy, không biết là cô đã gửi cho được cho các em món quà nào hay chưa. Đó là thế thôi. Còn thực sự là rất là buồn khi mà một cái nhu cầu thiết yếu của một con người cũng có thể nói lên được thành một câu chuyện thì thật sự rất là ngại. Cái này là giấy. Giấy để bà lót nhưng mà về đến nhà rồi vẫn có thể sử dụng. Cái giấy này thì là giấy ăn các bác ạ. Những cái mà bà Nguyễn Hồng Minh gửi cho anh em mình thì đều là những cái tốt nhất và đều là những cái tiện sử dụng. Cho nên là khi mà đến đây thì đối với các bác ở dưới xuôi thì những cái này nó không đáng gì. Nhưng mà lên vùng cao thì thật sự là bất cứ một cái gì cũng thế thôi. Cho dù là nhỏ nhất thì vẫn đáng giá. Những món quà của những người có lòng hảo tâm, của những người có lòng thương gửi đến cho các cháu, các em ở trên vùng cao núi đá Hà Giang, đặc biệt là các bạn ở vùng sâu, vùng xa, những bạn khó khăn đến gọi là khó khăn đến tột cùng của xã hội thì